Lo ngại về diễn biến dịch viêm phổi do virus corona gây ra, toàn bộ trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã được cách ly theo dõi và giám sát sức khỏe. Công tác kiểm tra giám sát tại cửa khẩu được thắt chặt 24 trên 24 giờ. Ghi nhận của phóng viên VTC 14. Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chiều ngày 3 tháng 2. Một không khí vắng vẻ, điều hưu từ bên ngoài vào đến bên trong khu làm việc. Đây là điều trái ngược hoàn toàn so với cách đây ít ngày. Quảng Ninh là địa phương duy nhất có đường bộ và đường biển nối liền với Trung Quốc và rất là kéo dài. Và trong bối cảnh tình hình dịch corona đang bùng phát thì nguy cơ đối với tỉnh Quảng Ninh là rất lớn. Trước diễn biến này thì tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp, đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu và lối mở. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái thì việc nhập cảnh chỉ áp dụng đối với những người Việt hồi hương, lao động ở Trung Quốc. Và tất cả những người này đều phải trải qua quá trình 14 ngày cách ly để giám sát, kiểm tra và phòng ngừa dịch virus corona. Theo chỉ đạo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, từ hôm nay tại cửa khẩu này sẽ dừng nhập cảnh du khách nước ngoài. Người dân Trung Quốc được tạo điều kiện để trở về nước. Trong khi đó, tại khu vực nhập cảnh cũng có ít trường hợp làm thủ tục. Tất cả những người Việt Nam về nhà qua cửa khẩu Móng Cái đều phải trải qua quá trình giám sát chặt chẽ về y tế. Sau khi bước qua thảm tẩy trùng, người dân được hướng dẫn kê khai y tế, thu thập thông tin về nơi làm việc tại Trung Quốc và cung cấp số điện thoại người thân để xử lý khi có vấn đề phát sinh. Trong mấy ngày vừa qua thì đã có 6 trường hợp được chuyển tới khu nghi ngờ để chuyển tới khu cách ly để làm xét nghiệm. Nếu mà họ đã uống hạ nhiệt thì máy cũng không đo được. Biện pháp thì chỉ có là kiểm tra bằng thể trạng ấy, nhìn và khám lâm sàng, nhưng mà nếu như họ đã không thân nhiệt không cao thì hầu như là không kiểm soát, không phát hiện được. Song song với việc thực hiện nghiêm ngặt các quy trình cách ly, các biện pháp quản lý xuất nhập cảnh cũng được siết chặt. Cửa khẩu đã bố trí 2 máy đo thân nhiệt từ xa, hiện đại, cùng với phổ quét hồng ngoại nhạy, tầm quét xa, độ phân giải hình ảnh tốt đã được trang bị, lắp đặt, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát nhanh, các biểu hiện bất thường về sức khỏe của người nhập cảnh. Công tác kiểm tra, kiểm soát người cũng được tiến hành chặt chẽ tại tất cả các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên địa bàn thành phố. Riêng đối với công dân Việt Nam từ Trung Quốc về, thì chúng tôi phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế tiến hành phun thuốc khử trùng, kê khai sức khỏe y tế, đặc biệt là về lịch trình và hành trình của du khách, sau đó đưa toàn bộ về khu cách ly. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy, hiện nay là chúng tôi bố trí lực lượng chốt chặn trên tất cả các cái đường mòn lối mở ở khu vực biên giới nhằm ngăn chặn triệt để các cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Tỉnh cũng đã đầu tư rất là nhiều các cái trang thiết bị và y tế, rồi cơ số thuốc men đảm bảo cho cái trường hợp mà dịch có bùng phát và lây lan với một số lượng lớn để đảm bảo đáp ứng yêu cầu đó. Thế rồi tỉnh cũng chỉ đạo các cái sở ngành chức năng liên quan cử các cái cán bộ, các cái chuyên gia về y tế, các cái nhân lực để giúp cho thành phố Móng Cái. Thì hiện nay đối với ngành y tế cũng đã thành lập các cái đội cơ động và cử lãnh đạo sở trực tiếp tại Móng Cái cùng với lại các cái y bác sĩ giỏi đến với Móng Cái để chủ động trong cái việc mà phòng chống. Hiện nay để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tất cả các trường hợp về nước đều phải được cách ly trong vòng 14 ngày. Các trường hợp thân nhiệt cao sẽ được đưa ra một khu vực riêng lấy mẫu xét nghiệm. Những người còn lại được theo dõi giám sát chặt chẽ tại các cơ sở do Ủy ban nhân dân thành phố bố trí. Tính đến chiều nay đã có gần 200 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái phải thực hiện quy trình cách ly theo quy định của Bộ Y tế.